Ôi chào mọi người, đây là thông báo của Liên đoàn Thiên Hà Galactic Federation dành cho Starseed và Lightworker cũng như là các linh hồn ánh sáng. Bởi vì là thời điểm mà chúng ta chuyển đổi ADN, không chỉ riêng chúng ta mà toàn nhân loại cũng chuyển đổi, nhưng mà Starseed và Lightworker thì sẽ chuyển đổi từ cơ thể Bond sang cơ thể Crystal, tinh thể. Nên sẽ có rất là nhiều những cái lưu ý của Liên đoàn Thiên Hà trong cái chế độ ăn uống, cái cách mà chúng ta luyện tập hàng ngày và cách mà chúng ta sẽ tận dụng nguồn năng lượng mặt trời, cũng như là chúng ta sẽ nên đến ở những cái địa điểm nào để có thể gia tăng được cái năng lượng của chúng ta, cũng như là các hoạt động hàng ngày chúng ta nên chú ý đến những việc gì. Thì chúng ta cũng sẽ xem qua video này nhé. Cherished brothers and sisters of Earth, we are the Galactic Federation, reaching out across the galaxy to share a message of guidance once more. At this time, we observe powerful photon gamma light rays being absorbed into your cells through the central sun. These light rays add vital information to your DNA, repairing and activating your helixes at the quantum level. As many of you are now remembering, your ancient history is stored within the scattered helixes of your DNA. We want to emphasize the importance of activating these DNA helixes within you now, as Earth's ascension is proceeding rapidly. It is crucial to integrate regular visits to nature into your daily routine, especially to places with hills, mountains, or historic buildings made of stone. Stones are the bones of the Earth, holding information within them. When you visit historic sites and monuments constructed of stone, they communicate with you and activate your knowledge about your ancient history on Earth. In truth, humans are much older than what you have been taught. Imagine if you were told that you walked alongside dinosaurs. Information is light, and you need this light to rise above the frequency and drama of the third dimensional matrix system. During this ascension process, you will witness the transformation of dense human physiology. We encourage you to support this process by eating fresh, raw foods and exercising daily. Additionally, we invite you to experiment with breathwork. The light body is created through the transmutation of the current physical body as it absorbs more light, and breathing can accelerate this process. Meditate more and call light into your being through spiritual practices. All these things are going to assist you at this stage of your elevation into higher densities. When you are in nature, many incredible things are happening to your energetic bodies that you cannot see, that are highly beneficial to healing and trauma release. Additionally, many of the galactic forces of light are working with your astral bodies when you sleep, cleansing and clearing chakras and removing etheric implants that may have held you back. Starseeds of Gaia, it is now time for you to awaken your inherent God powers to become immune to the power struggles on Earth and serve as galactic ambassadors of light. You, as a race, will rise to the glory that is your inherent birthright. You will return to being a highly evolved civilization, as you were during the times of Atlantis and Lemuria, only much greater in many ways. You will experience peace, love, freedom, and equality for all sentient life on Gaia. Advanced technologies and thousands of cures for diseases will be given to you when you are ready, and that time creeps closer with every awakened heart. We assure you that the Galactic Federation is collaborating with the Earth Alliance, and we are in full control of the situation on Earth. The days of the Cabal's reign and their abuse of power over humanity are numbered. Know deep within your being that this is the victory of the light. Rejoice, trust, and allay your doubts. We love you and are here with you. In unity and with boundless affection, we are your galactic allies. With the deepest love, we are the Galactic Federation. Để đón nhận
thông điệp này thì bây giờ mình mời các bạn sẽ ngồi thiền trong vòng khoảng 5 phút. Trong khoảng thời gian ngồi thiền này thì chúng ta sẽ thực hành các kỹ năng hít thở sâu như là kỹ năng thở 11 hoặc là kỹ năng thở 4, 7, 8 hoặc là 3, 6, 9. Như là mọi lần mình có đều chia sẻ thì chúng ta sẽ hít vào 3, nín thở đếm từ 1 đến 6 ở trong đầu, sau đó thở ra bằng miệng đếm từ 1 đến 9 và các bạn làm vậy khoảng 3 lần. Sau đó thì các bạn sẽ hít vào thật sâu, thở ra thật chậm và theo dõi cái hơi thở của mình. Trong lúc đó các bạn sẽ cảm nhận thấy có sự di chuyển của các cái luồng điện và ánh sáng ở trong cơ thể. Lúc này là lúc mà cái thông điệp này sẽ kích hoạt thêm cái sự chuyển đổi DNA ở trong cơ thể của chúng ta. Mời các bạn bắt đầu thiền nhé. Vì Canvas có gì mà được hơn 10.000 đánh giá 5 sao trên mọi nền tảng với đa dạng sản phẩm như tranh Canvas, tranh sơn. Up to your neck in debt? Then do not work harder.
The harder you work, the luckier you get, right? Các bạn thông cảm là bởi vì mình sử dụng trực tiếp ở trên YouTube cho nên là do không có bản quyền thì YouTube lâu lâu lại quảng cáo. Mình cũng không có thời gian để cắt nên mình để vậy luôn nha. Chào mọi người. Chúc mọi người sẽ có những cái giờ giải lao và thư giãn như thiên nhiên đi bộ trên đất. Phơi nắng đen một chút cũng được giai đoạn này. Da dẻ chúng ta hơi nâu một chút cũng không sao, khỏe là được. Tốt cho chúng ta và tốt cho trái đất là được, tốt cho tương lai của chúng ta là được, nên chúng ta không cần nhất thiết phải lo lắng là da chúng ta có trắng hay không. Dạo này mình cũng bỏ luôn cái việc là lo rằng là da mình nó bị đen đi, bởi vì mình nghĩ rằng cái điều quan trọng là sức khỏe của chúng ta lâu dài, và điều quan trọng hơn nữa đó là năng lượng mà chúng ta có để hỗ trợ cho mẹ Gaia trái đất, chứ không phải là chúng ta trắng hay không. Nên là mình lựa chọn là sẽ tiếp xúc với mặt trời mà không có sự e dè gì hết. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày nhiều niềm vui nha.